Chào mừng các em học sinh đã trở lại lớp học trực tuyến. Hôm nay, cô rất vui lại được đồng hành cùng các em học sinh lớp 4 trong phân môn kỹ thuật. Các em ạ, hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài 4 khâu ghép 2 mét vải bằng mũi khâu thường. Trước khi đi vào bài mới, cô cho mình cùng kiểm tra bài cũ bằng một số câu hỏi các em nhé. Câu 1. Khâu thường là cách khâu để tạo thành các mũi khâu cách đều nhau ở hai mặt vải. Đúng, dơ đờ, sai, dơ sờ. Vậy đáp án của các em sẽ là... Đúng rồi đó các em, đáp án là đúng và mình sẽ chọn là âm đờ. Câu tiếp theo. Khâu thường được thực hiện theo chiều từ trái sang phải. Đúng hay sai? Và các em có đáp án giống cô không? Còn đáp án của cô sẽ là sai đó các em ạ. Vì khâu thường ta được thực hiện theo chiều từ phải sang trái. Câu 3. Khi khâu thường không thể khâu liền nhiều mũi mới rút chỉ một lần. Đáp án sẽ là đúng hay sai? Và cô có đáp án như sau. Sai, vì khâu thường ta có thể khâu liền nhiều mũi mới rút chỉ một lần. Câu 4. Khâu lại mũi và nút chỉ cuối đường khâu để giữ cho đường khâu không bị tuột chỉ khi sử dụng. Sẽ là đúng hay sai? Và chúng ta có đáp án như sau. Đáp án là đúng rồi đó các em. Cả lớp ơi, mình vừa kiểm tra bài cũ xong rồi đó. Cô khen các em về nhà đã học bài và tiếp thu bài cũ rất tốt. Hôm nay mình sẽ chuyển qua bài học mới. Đó là bài 4. Khâu ghép 2 mét vải bằng mũi khâu thường. Qua bài này, các em sẽ biết được quy trình và cách khâu ghép 2 mét vải bằng mũi khâu thường. Chúng ta sẽ ứng dụng cách khâu ghép 2 mét vải bằng mũi khâu thường này vào các vật dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó. Trước khi vào bài học mới, cô và các em cùng tìm hiểu về mục tiêu cần đạt của bài này các em nhé. Mục tiêu 1. Kiến thức biết cách khâu ghép 2 mét vải bằng mũi khâu thường. 2. Kỹ năng khâu ghép được 2 mét vải bằng mũi khâu thường. Và phần cuối cùng của phần mục tiêu đó là 3. Thái độ có ý thức rèn luyện kỹ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống. Đó là toàn bộ phần mục tiêu chúng ta sẽ cần đạt được trong bài. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển qua nội dung bài học mới. Hoạt động 1. Quan sát và nhận xét. Cô có một bức tranh như sau. Các em nhìn thấy bức tranh này vẽ gì? À, trên đây là một bức tranh chụp lại một chiếc túi xách. Và các em hãy quan sát chiếc túi xách này có những điểm gì đấy? Trên chiếc túi xách có rất là nhiều đường may đúng không các em? Đây là những đường may để ghép những cái miếng miếng da này tạo thành một cái túi xách và ghép cái quai xách nè gắn vào với cái túi để cho mình có được cái chiếc quai xách nè. Những cái điểm nhấn của túi xách nè đều phải ghép lại với nhau bằng mũi khâu thường đó các em. Và chúng ta lại tiếp tục quan sát cho cô một bức tranh tiếp theo. Ở đây cô có một chiếc gối và nó đã liền nhau rất là nhiều. Tuy nhiên có một chỗ mà nó hở hai đường vải ra. Đây cô gọi nó là 2 mét vải. 2 mét vải này bây giờ khi nó tuột ra như thế này, nó không dính lại với nhau, thì các em nhìn thấy đó, những cái miếng bông gòn ở trong cái gối nó sẽ bị tuột ra và mình sẽ không giữ được cố định cái chiếc bông gòn nằm trong chiếc gối của mình nữa. Vậy mình phải làm sao để cố định những cái sợi bông này nó nằm gọn trong chiếc gối để cho mình có thể sử dụng? Đó là chúng ta phải dùng
mũi khâu thường. Các em nhìn thấy mình sẽ dùng cái mũi khâu thường ở đây để ghép những cái mà hai cái mép vải này lại với nhau để cho chiếc gối được cố định bông gòn, nó nằm ở bên trong đó các em. Mình lại tiếp tục qua tranh tiếp theo cho cô. Đây là tiếp tục là một bức tranh, các em hãy quan sát. Đây là chiếc áo, đúng không các em? Khi cô kêu các em quan sát thì các em hãy để ý đây cho cô. Chiếc áo nó có liền từ một mảnh vải mà tạo thành được chiếc áo này không? Tất nhiên là không rồi, vì chiếc áo này được ghép bởi nhiều chi tiết khác nhau như bâu áo, tay áo, tà trước của áo và túi áo. Thì làm cách nào để mình ghép những mảnh vải như thân trước áo, cổ áo và tay áo? Tay áo thì ta không phải là một đường thẳng mà là đường cong đó các em. Vậy làm thế nào để mình ghép nó lại với nhau và tạo thành một chiếc áo cho chúng ta mặc hàng ngày? Thì làm cách nào để khâu hai mép, cố định hai cái mép gối này lại với nhau? Làm thế nào để ghép những mảnh vải lại thành một chiếc áo cho chúng ta mặc? Thì chúng ta sẽ vào hoạt động. Đó là khâu ghép hai mép vải được ứng dụng nhiều trong khâu may các sản phẩm. Những sản phẩm mà chúng ta vừa được quan sát đó là ta đã ứng dụng trong kỹ thuật khâu may các sản phẩm đó các em. Vì ta khi ta ứng dụng cái kỹ thuật là khâu hai mép vải, ta sẽ tạo ra được rất là nhiều sản phẩm hữu ích cho chúng ta như mình vừa quan sát, và còn nhiều sản phẩm khác nữa mà chúng ta sẽ sưu tầm được sau bài này. Đường ghép có thể là đường cong như đường ráp của tay áo, cổ áo vân vân, có thể là đường thẳng như đường khâu túi đựng, khâu áo gối. Đó là những cái đường khâu mà cô đã ứng dụng trên cái những cái bức tranh cô vừa cho các em xem. Chúng ta cùng chuyển qua hoạt động 2, phần thao tác kỹ thuật. Đây là một phần rất là quan trọng. Cô muốn các em phải thật chú ý cho cô, vì các em phải chú ý thì các em mới thực hiện được như thế nào. Và mình biết được cách khâu mũi khâu thường một cách thuần thục và đạt hiệu quả nhất các em nhé. Các em hãy quan sát và nhận xét. Đường khâu là phải thẳng, các mũi khâu phải cắt đều nhau, các mũi khâu được thực hiện ở mặt trái hai mép vải. Đó là khi các em quan sát và cái bức tranh trong hoạt động 2 thì mình phải nhận xét được rằng đường khâu phải thẳng, các mũi khâu luôn cắt đều nhau, đúng không? Và các mũi khâu được thực hiện ở mặt trái hai mặt vải. Chúng ta sẽ bước vào hoạt động tiếp theo. Các bước khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. Bây giờ các em phải thật là chú ý để mình nắm được từng bước khâu ghép hai mép vải các em nhé. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường, ta cần thực hiện các bước sau. Thứ nhất là vạch dấu đường khâu. Thứ hai là khâu lược ghép hai mép vải. Tiếp theo đó là khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. Chúng ta chuyển qua phần quy trình thực hiện. Các em hãy quan sát trên hình vẽ cho cô. Mình sẽ thấy là đây là có một cái đường vạch dấu, và đều đều trên đường vạch dấu có những cái chấm chấm đều nhau. Đây là những cái điểm mà mình cố định, mình làm dấu để khi những cái đường khâu của mình nó được đều và nó đẹp mắt hơn đó các em. Bước 1 là chúng ta phải vạch dấu đường khâu mà chúng ta vừa quan sát qua tranh. Em hãy nêu cách vạch dấu đường khâu các em vừa quan sát tranh và nghe cô giải thích như thế nào là vạch dấu. Vậy các em hãy nêu cho cô cách vạch dấu đường khâu. À, vạch dấu đường khâu trên mặt trái của mảnh vải thứ nhất có thể chấm các điểm cách đều nhau từ 4 mm đến 5 mm trên đường vạch dấu để khâu cho đều.
Quy trình thực hiện chúng ta hãy quan sát tiếp tục cho cô. Hình 2, các em nhìn thấy khi mình đặt dấu xong rồi thì mình phải cố định 2 mét vải bằng mũi khâu gì để các em, mà nó to hơn và nó không nằm trùng lên cái đường vạch dấu của chúng ta. Đó là bước 2, khâu lược ghép 2 mét vải. Các em quan sát trên cái hình 2 này cho cô, cái mũi khâu mà đậm đen to hơn nằm bên trên cái đường vạch dấu, đó là đường khâu ghép, khâu lược 2 mét vải đó các em. Khâu lược thì cái mũi khâu của chúng ta nó sẽ to hơn và nó nằm không chồng lên cái đường khâu của chúng ta, mà đường vạch dấu của chúng ta để khâu. Chúng ta chuyển qua hoạt động tiếp theo. Các em phải nắm được cái cách mà khi ta khâu, đó là phải đặt mảnh vải thứ hai lên bàn, mặt phải nằm ở trên. Đặt mảnh vải thứ nhất lên trên mảnh vải thứ hai, sao cho 2 mặt vải của 2 mảnh vải úp vào nhau, đường vạch dấu ở trên 2 mét vải, chuẩn bị khâu bằng nhau. Ở đây các em chú ý nè, làm sao mình phải đưa cái đường vạch dấu nó đưa lên trên, vì khi chúng ta, nếu chúng ta úp cái đường vạch dấu vào với nhau thì chúng ta không nhìn được cái dấu khi chúng ta khâu nữa, thì đường khâu của chúng ta, cái đường vạch dấu của chúng ta nó sẽ không còn tác dụng để cho đường khâu chúng ta đẹp nữa. Vậy vậy khi khâu, thực hiện khâu thì các em phải chú ý cái điểm này cho cô. Tiếp theo đó là khâu lược để cố định 2 mét vải. Và cái phần này rất là quan trọng đối với những người chưa biết khâu, vì khi mình chưa biết khâu á, khi mình cầm 2 mét vải vào nhau đó, nhiều loại vải á, nó có cái độ trơn á, nó sẽ làm cho 2 mét vải không cố định được và nó sẽ chạy, làm cho cái đường khâu của chúng ta không đẹp, không đều. Bởi vậy đây là một cái bước mà rất là quan trọng để mình đạt được cái mũi khâu của mình cho nó đẹp. Và chúng ta sẽ chuyển qua là cách khâu lược. Cách khâu lược như thế nào? Các em hãy quan sát ngay cho cô là khâu các mũi khâu thường dài khoảng 1 cm để cố định 2 mét vải. Đường khâu lược cách đường vạch dấu khoảng 2 mm. Các em nghe đây nè, đường khâu lược phải cách đường vạch dấu khoảng 2 mm nha các em. Mình không được khâu cái đường mà mũi khâu thường này, không được chồng lên cái đường vạch dấu của mình để khi mình cố định miếng vải. Vì khi mà mình khâu chồng lên á, mình sẽ bị mất cái dấu mà mình đã đánh dấu khi mà mình để cho mình khâu cố định miếng vải lúc sau. Mình chuyển qua bước 3, đó là khâu ghép 2 mét vải bằng mũi khâu thường. Các em quan sát tranh cho cô. Khi mà mình đã khâu lược cố định 2 mét vải rồi thì mình sẽ thực hiện khâu 2 mét vải bằng mũi khâu thường như thế nào. Trên bức tranh các em nhìn thấy là có những cái chấm và vạch dấu của chúng ta rất là đều nhau đó các em. Khâu các mũi khâu thường cách đều nhau theo đường dấu. Mình đã làm theo dấu thì mình sẽ khâu theo đường dấu, làm sao cho mũi kim của mình nằm chồng lên các đường dấu, là mũi khâu của mình nó sẽ đẹp. Mình chuyển qua hoạt động tiếp. Em hãy cho cô biết khâu ghép 2 mét vải được thực hiện mặt trái hay mặt phải 2 mảnh vải. Em nhớ lại phần cô vừa triển khai bài lúc nãy, cô nhắc rất kỹ phần này. Tại vì khi mà ghép mặt nào lên để cho mình nhìn thấy được cái đường vạch dấu của chúng ta, đó sẽ là thực hiện ở mặt trái đó các em. Khi mà mình vạch dấu ở đường mặt trái thì mình phải khâu ở đường mặt trái, mình mới nhìn thấy được cái đường vạch dấu của mình, đúng không? Mình tiếp tục hãy chuyển qua phần ghi nhớ. Để nắm được bài này thì các em cần phải ghi nhớ cho cô những điểm như sau. Thứ nhất, khâu ghép 2 mét vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo 3 bước. Bước thứ nhất là vạch dấu đường khâu trên mặt trái của 1 mảnh vải. Bước thứ hai, khâu lược ghép 2 mét vải. Bước thứ ba, khâu thường theo đường dấu. Và phần ghi nhớ thứ hai đó là trước khi khâu lược, cần úp 2 mặt phải của 2 mảnh vải vào nhau. Đường khâu được thực hiện trên mặt trái của 2 mảnh vải.
Đây là một phần rất là quan trọng để cho chúng ta thực hiện những cái thao tác này. Chúng ta không thể làm sai, vì chúng ta làm sai một thao tác, một bước thì chúng ta sẽ không hoàn chỉnh được mỗi khâu thường của chúng ta. Chúng ta cùng chuyển qua hoạt động 3, thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mỗi khâu thường. Thì chúng ta vừa trải qua hoạt động 1 và hoạt động 2, tìm hiểu qua các bước của cách thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mỗi khâu thường, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động thực hành. Chúng ta đã nắm được phần lý thuyết thì bây giờ chúng ta hãy thực hiện. Các em hãy quan sát cho cô. Cô có 3 bước để thực hiện khâu ghép hai mép vải bằng mỗi khâu thường. Bước thứ nhất, vạch dấu đường khâu. Các em chú ý nè, mình vạch dấu đường khâu làm sao mà mình phải cách cái mép vải là 1 cm nha các em. Đây là cái tranh mà cô đưa lên cho các em quan sát đó. Bước thứ hai chúng ta cần phải làm đó là khâu lược hai mép vải. Khi chúng ta khâu lược nè, các em phải chú ý cho cô là không được khâu đè lên đường vạch dấu, phải cách đường vạch dấu 2 mm. Và bước cuối cùng đó là bước 3, khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. Chúng ta chú ý, khi khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường, chúng ta chỉ thực hiện theo đường vạch dấu và các mũi khâu của chúng ta sẽ đều nhau. Vì khi chúng ta khâu đúng theo đường vạch dấu, mũi khâu của chúng ta sẽ rất là đẹp như trong tranh này các em. Các em cùng tiếp tục. Các em cùng cô chuyển qua hoạt động 4 và cũng là hoạt động cuối của bài. Nhận xét tiết học. Các em vừa được thực hành qua tiết học và thực hành trên vật liệu để biết được cách khâu ghép hai mép vải bằng mỗi khâu thường. Cô khen các em vì các em thực hành rất là tốt, các em tiếp thu bài rất là nhanh. Một số bạn đã hiểu được và biết cách vận dụng mỗi khâu thường. Các em thấy đó, thì mỗi khâu thường này nó ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta rất là cần thiết. Vì các em thấy tất cả vật dụng và đồ dùng chúng ta sử dụng hàng ngày nhiều và đã sử dụng cái ứng dụng này đó các em. Nếu chúng ta không sử dụng khâu may ghép hai mét vải bằng mũi khâu thường thì nhiều đồ vật của chúng ta sẽ không được sử dụng. Ví dụ như chiếc áo chúng ta đang mặc và cái túi xách chúng ta đi học hàng ngày thì đều đã được ứng dụng bằng việc thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mỗi khâu thường đó các em. Các em ơi, bài học tới đây là kết thúc. Cô muốn các em hãy về nhà tìm cho cô những vật dụng được thực hiện bởi hai cách khâu ghép hai mép vải bằng mỗi khâu thường, và chúng ta hãy thử thực hành ở nhà để tạo thành những sản phẩm đẹp hơn. Khi tại vì trên lớp các em không được nhiều thời gian để thực hành, khi ở nhà các em sẽ có nhiều thời gian hơn và các em có thể nhờ cha mẹ hoặc ông bà mình trợ giúp để cho mỗi khâu của mình ngày một đẹp hơn. Cô chúc các em sẽ có được nhiều sản phẩm đẹp và hoàn thành tốt để được ba mẹ khen các em nhé. Cô xin chào các em và chúc em học thật tốt.